con nói đi. Hồi lúc nó nãy con tự ý lấy nó ra là con sai. Còn cái lúc mà con coi là con cái ý đó con sai. Còn còn cái lúc mà ba lên cái xong cái ba nói điều không tắt, con không tắt là cái điều đó con sai. Còn cái lúc ba chuẩn bị đi xuống ba nói đừng có mát, con nói đừng có mát là cái điều đó con sai, mọi thứ con đều sai hết. Rồi giờ con muốn làm sao? Con muốn không làm cái điều đó nữa. Lần sau con làm nữa thì tính sao? Tính bị ăn rồi. Mấy rồi? Mấy rồi? Chín rồi. Chín rồi nha. Ok, giờ ngủ nha.